Vâng, trận đấu thi đấu lại giữa Hồng Anh và Sơ Luyến đã bắt đầu. Đây là xe ăn của Hồng Anh. Vâng, tuyệt vời. Xe ăn vào con gì đây? Anh soi tham rất nhanh. Không biết Sơ Luyến trận đấu đầu tiên này anh cầm quân gì? Bãi quả đầu của Hồng Anh 246 cây. Nhưng đây là xe ăn, chính vì thế mà không chậm dân. Cho dù bãi quả không phải là đẹp, băng quả phụ thấy luôn. Đôi voi nữa. Quá tuyệt vời. Một bài xe ăn mắc binh. Em đánh chém. Em sẽ đánh chém trận này khi mà rừng không phải là quá đẹp. Trận này khả năng Sơ Luyến nằm rồi. Không biết rằng tôi vừa nghe thấy khán giả ồ lên rất to. Có lẽ là Sơ Luyến cầm một con gì đấy không phải là tuyệt. Một hit dành cho em. Quay trở lại với màn hình máy của Hồng Anh. Vâng, 13 trên 16. Em câu con voi thứ hai. Nhà chít chít chẳng chịt đồ ăn. Ăn thế này phải đồ ăn này phải dành cho đôi nhà, không thể nào dành cho một mình em được. Vâng, hai nhà xe ăn bài này vẫn có thể lên được đời tươi. Với con bài có một quả phụ, đôi voi và hai bầy hươu. Vâng, hai bầy hươu là lớn. Nói chung trận này đánh kiểu gì cũng thắng cả thôi. Chúng ta cùng chờ xem. Quan trọng Hồng Anh đánh với thắng cái kiểu củ hành cơ. Nâng củ hành cho Sơ Luyến mặt đỏ tía tai, đập bàn đập phím không đánh được trận nữa. Và chúng ta có những trận chiến thắng dễ dàng, cho dù chỉ là những trận thi đấu giao hữu thôi, nhưng nói chung là thắng thì vẫn hơn. Và những trận chiến thắng sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả hơn là những trận thua, bởi vì đơn giản nếu như thua thì tôi vào đánh cũng được, không cần phải Hồng Anh làm gì. 18 trên 20, em đang bắt đầu giảm dân. Dường như là một trận đấu em định đánh với 23 nông dân chăng? Chém chết đối phương từ trong trứng nước, không cần phải đánh rông dài. Bắt đầu giảm dân rồi, một bài 23 dân. Vâng, như vậy là game thủ Sơ Luyến ép dân bằng xe, không hề đơn giản một chút nào cả. Không biết là anh ấy cầm quân gì. Vâng, 22 dân. Kích đời ở 6 phút 22 giây. Phải chăng lô sẽ về 22? Thực ra không phải 6-22 mà dường như nó là một đó là 6-30 thì phải. Em bắt đầu đóng BB. Thiết kế chiếc BS để thiết kế chiếc BG để có thể ăn quả. Vâng, một chiếc BG. 6 nông dân đang được khai thác gỗ một cách miệt mài. 7 dân, hình như là 7 dân. Điểm số của Hồng Anh đang thấp hơn đối phương khá nhiều. Điểm chỉ số giò của Sơ Luyến đang cao hơn. Và số dân của Sơ Luyến cũng là hai con số 25 chứ không phải 22 dân của Hồng Anh. Chúng ta cùng xem Hồng Anh thi đấu như thế nào. Vâng, liệu có phải là một trận ở đầu 8? Vâng, một trận ở đầu 8 của Hồng Anh không? Không được rồi. Vâng, nhìn qua là biết không được đầu 8. Phải sang đầu 9 là cái chắc cốp. Đây là Baylor. Thiếu thiếu thực và thiếu cả gỗ. Vâng, 20 gỗ nữa. BM của Hồng Anh, một trận có lẽ là về 9-30. Vâng, 9-30 với 22 dân xe. Không phải là một trận đấu có thể nói là ép đối phũ của Hồng Anh được. Vâng, với một bài công thức 24 cộng 1 thì tôi nghĩ rằng Hồng Anh
cũng có thể ép được như thế này. Một chiếc S có thể nói là đẹp để có thể ăn vàng và cũng là ăn hươu luôn. Vâng, nhà rất giàu. Trận này mà Hồng Anh đánh với công thức 24 cộng 1 thì ép đời cũng chẳng khác gì 22 dân. Nhưng lực sẽ là khác biệt so với em đánh 22 dân như thế này. Không sao cả. Đồ ăn hoang là rất nhiều. Vâng, xong con ngựa giò chưa? Ngựa giò là xin ra, đẩy đi luôn. Kìa. Vâng, đẩy đi. Và mục tiêu ra góc 12 giờ trước. Điểm số của Sở Luyến vẫn đang cao hơn. Phải chăng Seng? Không, phải chăng hai game thủ của chúng ta đều những người cầm Seng? Một bài mà Hồng Anh sóc dân không lỗi một tí nào cả. Nhưng Sơ Luyến vẫn có số dân ngang bằng với Hồng Anh. Không thể tin nổi. Mười hai giờ không có khách. Bây giờ thì tạt qua 3 giờ. Khả năng nhà của Sơ Luyến trong trận đấu đầu tiên này sẽ là góc 3 giờ. Lên đời xong. Lực không khỏe. Hai lờ bắt đều, giò là công giáp. Vâng, công giáp đầy đủ. Đây rồi, như vậy là dường như cũng là xe. Hay da. Vâng, nếu là đóng A. Vâng, như vậy là xe rồi. Vâng, xe của Sơ Luyến. 22 nông dân của game thủ Hồng Anh và bắt đầu mang nông dân xuống đây để xả xả thịt Hồng Anh. À, là xả thịt Sơ Luyến. Chứ Hồng Anh mà xả thịt em thì chả có gì em tự sát. 25 trên 28. Sơ Luyến vẫn chưa lên đời. Anh ấy đóng 5 cái ruộng. Vâng, tân lại đà thứ hai vẫn đều. Sơ Luyến vẫn chưa có bánh xe. Anh ấy vừa nhảy đời thôi. Vâng, một kèo cung chém và rõ ràng rằng Việt Nam chúng ta là người cửa trên nếu như đánh kèo cung chém xe như thế này. Cung chém xe da da ở cửa trên chứ đừng nói gì cung chém xe xe. Con nông dân tiếp tục nằm xuống. Bây giờ thì là những tình huống chém ruộng một vẻ điên cuồng đến từ game thủ Hồng Anh. Lọt được vào ruộng. Vâng, lọt được vào ruộng chính của game thủ Sơ Luyến rồi. Ăn dân. Em không để ý nhưng vẫn còn một đường nữa mà Sơ Luyến. Vâng, Sơ Luyến không kịp bò. Sơ Luyến có 2-3, tỷ số là 1-0 dành cho Hồng Anh. Rất nhanh. Một trận đấu ép đời không phải là phũ của Hồng Anh. Nhưng Sơ Luyến. Vâng, nhưng Sơ Luyến lên đời không được sớm. Và có lẽ rằng lực của Sơ Luyến là không khỏe. Chính vì thế mà khi đánh một bài cung chém như thế này thì anh đã nằm xuống rất nhanh. Cho dù là no one của China thì hiện tại. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai. Tỷ số là 1-0.